Nãy chị có nhắc cái vụ mà anh Linh đi chữa bệnh với ông Miên, đó là lần đầu tiên anh đi chữa bệnh hay sao chị? Cái này, tại vì mấy cái clip đó nó bà hỏi nó đưa lên lúc này, nó đưa lên lúc kia, tại vì cái thời điểm đó là chị không có theo dõi và chị cũng không có quan tâm vấn đề của ông Yên nữa, em hiểu không? Cái vấn đề mà thời gian anh Linh đi chữa bệnh với ông Yên, nhiều khi chị nói là anh Linh anh đi diễn thì chị biết là đi diễn thôi, chứ chị cũng thật sự chị cũng không có tìm hiểu ở tối nay anh diễn ở đâu hay là sao sao đó. Nó là như vậy, cho nên là cái sự việc mà đi với ông Yên á, chữa bệnh á, thì chị mới thấy clip đó là trên trên mạng hiện tại bây giờ là chị mới xem, là những clip mà họ đưa lên, họ cố tình họ đưa lên. Nhưng mà ở đây anh Linh không có liên quan gì vấn đề lừa đảo với ông Võ Hoàng Yên mà anh Linh phải sợ cả. Mi chị khẳng định điều đó, và chị Hằng cũng xin chị Hằng là hãy hiểu cho anh Linh, cũng như em là vợ, em thay mặt anh Linh em xin lỗi chị một tiếng, là vừa qua anh Linh không có lên tiếng là không phải anh Linh đã không ủng hộ chị để mà vạch trần ông Võ Hoàng Yên, hay là anh Linh cố tình mà công kích chị, chống đối chị, hay là để cho khán giả, những người thương mến chị hay là anh Linh cũng vậy, trong cái sự việc vừa rồi họ đang theo dõi giữa hai người và những ông Võ Hoàng Yên, không phải anh Linh làm như vậy mà để công kích mà thách thức cộng đồng giống như là chị đã nghĩ. Và có những cái sự việc những người khác, chị ơi, bây giờ em thấy rất là rõ, ở một cái thế lực của showbiz không biết ai đã thương ai và ai đã ghét ai, khó mà đoán được lắm. Cho nên em là một người vợ bên cạnh anh Linh, bên cạnh theo cái tinh thần tụi em chưa công khai thôi, nhưng mà thực chất tụi em đã đến với nhau và khi nói lại với nhau là từ mấy năm nay rồi. Vì hôm nay là em chính thức, em nói như vậy là sao em có tư cách, em đủ tư cách để em lên em thay mặt anh Linh, em nói, em gửi đến chị hãy tin em. Nếu sau này, từ đây về sau mà bất cứ một người nghệ sĩ nào có lên nói chị cái gì thì xin chị hãy nghĩ đến anh Linh một chút xíu, là vì sao anh Linh không kêu những người đó làm đâu chị hãy tin em điều đó. Em dám hứa với chị, một ngày gần đây nhất, rồi chị và anh Linh, cái tình cảm luôn luôn lúc nào chị là một người coi Hoài Linh ngày xưa là thần tượng, chị cũng rất là yêu mến anh Hoài Linh và anh Linh cũng vậy, anh Linh cũng xem chị như là một người chị, anh Linh rất là quý trọng chị, nể nang chị, tại vì chị là một người phụ nữ rất là tài giỏi mà đẹp nữa, cho nên là thật sự vợ chồng em cũng rất là ngưỡng mộ chị. Thì em muốn nói ở đây, chị hãy bình tĩnh lại, những người nghệ sĩ kia họ không liên quan gì cả chị ạ. Anh Linh rất là tội nghiệp, anh Linh nói với em và Linh nói rằng là không lâu nữa đâu, anh Linh sẽ gặp chị Hằng để giải bài và phải nói rõ luôn cái việc của ông Võ Hoàng Yên để cho chị Hằng được mọi người tin tưởng hơn qua cái lời nói của anh Linh. Và anh Linh phải giải quyết rằng là cái sự việc thời gian đi với ông Võ Hoàng Yên là như thế nào. Nhưng mà em biết, để em nói trước luôn là chồng em không có liên quan gì vấn đề tiền bạc hay là lừa đảo. Đúng là chị Hằng cũng không hề nói anh Linh cái vấn đề mà lừa đảo gì hết, chỉ là nhờ anh Linh lên tiếng thôi. Nhưng mà chị ơi, anh Linh không lên tiếng là anh Linh lúc đó anh Linh buồn, anh Linh nói rằng bị công kích nhiều quá cũng không biết như thế nào, bây giờ lên thì sợ càng nói thì sẽ bạn càng bị công kích nữa. Cảm cho anh Linh, ở đây là em thay mặt anh Linh em nói như thế, chị hãy yên tâm, có một ngày anh Linh sẽ làm sáng tỏ như giống như là ý của chị. Ở đây không phải là mọi người sai mà để mà lên để vuốt chị hay là cái gì cả. Em chẳng nịnh chị được cái gì. Em thật sự em chưa có gặp chị bao giờ ở ngoài. Đó, đây là em với một cái tư cách là người vợ nữa. Em lên em nói. Còn những người nghệ sĩ khác từ đây về sau hay là trước đó nữa có làm gì thì hãy nghĩ lại. Nếu như nói ai thì phải nói rõ người đó, chứ đừng lên theo cái vụ việc của ông Võ Hoàng Yên và anh Hoài Linh rồi cứ công kích chị Hằng làm như thế, vô tình ảnh hưởng đến anh Linh và luôn cả những nhà YouTuber nữa. Có những cái chủ đề nữa, chị nói chẳng hạn như bây giờ một cái hình ảnh, một chủ đề đó của nhà YouTuber, làm thì phải có tâm, ai cũng muốn câu like, ai cũng muốn câu view để được cái lợi nhuận cho mình. Nhưng thực chất có những cái điều hại người khác có biết hay là không? Tại vì sao? Ví dụ bây giờ anh Linh không hề nói gì chị Hằng hết, anh Linh không hề thách thức chị Hằng và anh Linh cũng không hề thách thức cộng đồng. Anh Linh vẫn thường nói. Tự nhiên rồi bây giờ có những cái chủ đề đi,
giống như để cái hình anh Linh thách thức chị làm gì tôi, hay là rồi có những cái lời nói là Hoài Linh thách thức cộng đồng, thách thức như chị Hằng này kia nọ, đó là sai hoàn toàn. Mấy anh mấy chị làm thì mấy anh ấy, chị hãy nghĩ đến cái cảm giác riêng của những người, của những nạn nhân ở trong cái công việc này. Và một điều nữa, My nói luôn những người nghệ sĩ nói không cần khán giả là không đúng. Tại vì sao? Bản thân của My, gia đình của My cũng là ba đời làm nghệ thuật. Tính ra những người nghệ sĩ mà lên công kích chị Hằng bây giờ đó chỉ là hậu bối thôi, đối về với cái nghề nghiệp, cái tuổi nghề và tuổi đời luôn đối với gia đình của My trong ba đời. Thì ở đây My cũng có tư cách để lên nói những người nghệ sĩ đó là vì sao? My cũng là nghệ sĩ và gia đình My cũng là nghệ sĩ. Cho nên My ở đây My nói với những cái lời lẽ là mình phải có cái văn hóa tí xíu. Tại vì My đang ngồi trước công chúng. Chứ nếu buông ra bình thường, nếu mà nói về mà để chửi lộn với nhau thì ai cũng giống như ai thôi quý vị. Nghệ sĩ làm đẹp trên sân khấu, làm đẹp trước công chúng là phải nhờ công chúng rồi. Tại sao nói là không nhờ công chúng được, không nhờ khán giả được, đúng không? Đó, thì bây giờ mình ở đây, My lên My ngồi My nói với tư cách nghệ sĩ nói chuyện với nghệ sĩ. Là mấy anh mấy chị làm gì làm, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác nữa. Nhất là những người có tên tuổi và có những cái danh dự ở trong cái làn sóng này, giống như là người Linh. Đó. Và cái điều á, anh chị nói không nhờ cộng đồng, không nhờ này kia, tại vì anh chị cứ đánh vào cái điều đó thì chị Hằng lại nghĩ rằng ôi đây nè, một bè một phái, chắc là do Hoài Linh sai khiến hay là gì đó. Tại sao làm gì mà công kích chị Hằng dữ vậy, đúng không? Bây giờ bản thân mọi người chưa từng bị mất mát, chưa từng bị đau thương, chị Hằng làm việc tốt. Ở đây tôi ủng hộ chị Hằng là như thế, và chồng tôi không sai nên tôi mới ủng hộ chị Hằng rõ ràng là như thế. Bây giờ thật chất cái chuyện mà ở đây tôi không hề nói xạo hay là dàn dựng kịch bản gì cả, đó là sự thật. Tình cảm vợ chồng của tôi tâm sự như thế nào, và tôi có đủ tư cách để tôi lên tôi nói. Và tôi nói những người nghệ sĩ khác cũng vậy, mấy anh mấy chị bây giờ buôn bán cũng thế, không còn đi hát nữa, mấy anh mấy chị lên kêu gọi hàng ngày ở trên Facebook, quý vị ơi, quý vị hỏi hãy mua giúp cho em cái nè, mua giúp cho em cái kia. Ở đây là My muốn gửi đến những cái tư cách và cái đạo đức của một người sĩ. Anh Linh tại sao phải im lặng như thế? Anh Linh là một người đúng đó, nhưng mà anh Linh tại sao vẫn còn im lặng? Là vì cái lời nói của mình thốt ra thì sẽ bao nhiêu người phải chú ý vô. Còn chị Hằng ở đây, người ta là người phụ nữ mà chống chọi như với anh chị như thế đó, rồi vô tình ảnh hưởng đến cái tình cảm ở đây trong cái vụ việc nó đang gây cấn như thế, mà anh chị cứ lên công kích như thế. Thật sự mấy anh chị không thể thương anh Hoài Linh, mấy anh chị cứ muốn làm cho nó xáo trộn lên để cho cái tình hình, và mấy anh chị cũng đang nhấn chìm anh Hoài Linh thì đúng hơn. Tôi là một người vợ, tôi rất là xót, cho nên là tôi phải lên tiếng giùm chồng tôi, thế thôi. Chị có nghĩ là những nghệ sĩ mà lên tiếng như vậy thì có cái tư thù cá nhân gì sẵn lợi dụng? À, cái tư thù cá nhân thì mình làm sao mà mình biết hết được lòng người em, đúng không? Rõ ràng. Và thí dụ bây giờ nếu như nêu ra thì chị nêu rất là nhiều, rất là dài nữa, em hiểu không? Chị chỉ nhắn gửi là nhắn gửi chung. Và thí dụ bây giờ những người lên nói, chẳng hạn như thầy Kim Tử Long hay là Trịnh Tuấn Vĩ, những người mà lên nói về cho chị Hằng đó, và cũng nghĩ rằng là anh Linh tại sao không lên tiếng, họ cũng không nghĩ xấu anh Linh đâu, thầy Long cũng thế, cũng không hề nghĩ xấu anh Long. Đó là đó, lên nói thì phải nói như thế đó, phải nói cho nó đúng, chứ không phải là lên để công kích một bên phía chị Hằng mà lại dùi dập bên Hoài Linh là không đúng. Những người nghệ sĩ đó thì chị nói như thế thì ai, cái tâm họ như thế nào và việc làm của họ như thế nào thì tự lương tâm của họ hiểu. Chứ làm sao bây giờ chị moi ra được, chị móc cái lòng của người đó ra, trời ơi người này phải thù Hoài Linh, người kia phải thù Hoài Linh được. Tại vì trước mặt Hoài Linh thì ai cũng tốt chứ, là vậy. Cái quan trọng nhất nè là chị Hằng ơi, em muốn gửi đến chị Hằng một lời nhắn gửi chân tình nhất. Em hứa với chị, nếu sau này từ đây chị có live stream đi chăng nữa, tất cả ai đụng vào chị, vợ chồng em sẽ không trách chị khi chị nói những người nghệ sĩ đó. Nhưng mà chị ơi, chị hãy thông cảm cho Linh, đây không phải là việc của anh Linh sai khiến mọi người. Anh Linh rất là tội nghiệp,
Đó, thì chị có nói gì thì chị cũng hãy thông cảm cho anh Linh và cũng thương anh Linh một chút xíu. Mà một ngày nào đó anh Linh sẽ gặp chị và tất cả những mọi chuyện sẽ sáng tỏ để giữa bản thân của chị hay là bản thân anh Linh cũng vậy. Đối với cộng đồng cũng thế, cho mọi người đều hiểu biết về cái vụ việc của ông Võ Hoàng Yên là một lăng băm giả. Tại vì cái sự việc đó để anh Linh gặp chị, anh Linh nói chuyện nó dễ hơn và nó rõ ràng hơn. Ở đây em chỉ muốn đưa thông tin rằng để cho chị yên tâm. Hoài Linh đã em đã thay mặt chồng em đã lên nói như vậy rồi, là chị hãy yên tâm là một ngày nào đó, tất nhiên anh Linh không sai thì anh Linh mới gặp chị. Đó, thì chị hãy thông cảm cái thời gian vừa qua là anh Linh không lên tiếng, là có những cái nỗi khổ đó, đó là những cái mà cái clip mà anh Linh vô tình đi với lại ông Võ Hoàng Yên. Và bị công kích nhiều quá nên anh Linh không biết làm sao, chứ không phải là sai điều gì cả. Thì em mong cái câu chuyện này nó không đi quá sâu nữa. Đó, thì những người nào, và chị là một người doanh nhân, thì em mong rằng chị hãy nói chuyện với họ với một cái tư cách một bà chủ. Tại vì chị rất là xinh đẹp. Em biết là chị cũng không phải là một người tiên thánh gì, ai cũng có cái hỉ nộ ai ố hết. Thì tại vì họ làm quá, đâm ra chị phải dùng những cái lời lẽ đó để đối với họ. Chứ thật sự tâm chị không phải là như vậy, con người của chị không phải là như thế. Dạ, em mong rằng vụ việc này anh Linh sẽ gặp chị, và em hứa với chị sẽ gặp chị trong một ngày gần nhất. Và mong quý vị khán giả ở đây cũng hãy ủng hộ cho chị Hằng cái vụ việc của ông Võ Hoàng Yên, và hãy thương mến anh Linh, hãy còn thương mến anh Linh như ngày nào. Chứ cái vấn đề này đó là một cái mấu chốt của ông Võ Hoàng Yên thôi quý vị ạ. Còn tất cả những người nghệ sĩ khác cũng vậy. Quý vị hãy nhìn cho kỹ, họ lên, họ làm có phải vì anh Hoài Linh hay là không. Đó là một cái điều là My muốn chia sẻ. Còn vấn đề ở đây, với tư cách là giờ, nếu như ai có lên Facebook của My hay là thắc mắc một cái điều gì đó, nít giả, nít thiệt gì em không cần biết, thì cứ kêu anh Hoài Linh, đi tìm anh Hoài Linh, hỏi anh Hoài Linh, kêu anh ngồi quay anh Hoài Linh nói chuyện giống như thế này với chị. Đó là bằng chứng, tại vì chị là người thật, việc thật. Chứ ở đây không có ghi âm và cũng không có cần phải đưa nít này nít kia lên. Cái đó là nghiêm túc. Bằng chứng là như thế. Thì mọi người, từ khán giả cho đến các anh chị nghệ sĩ cũng vậy, cũng đừng nên vào Facebook của My, vào trang cá nhân của My để nói bậy bạ cái này cái kia thì không hay. Để một ngày nào đó, cũng giống như bây giờ chị Bạch Lan nè, bây giờ nói thẳng tên chị luôn, giữa chị với em thì cũng không có gì xa lạ đâu chị Lan. Chị không cần phải đem vô trong cái trang Facebook của em, chị phản bác lại, chị nói là trời ơi, chị đưa cái bằng chứng là chị với anh Hoài Linh nói chuyện chat với nhau. Chị muốn nghe chồng em nói không? Bây giờ chị gọi đi. Chứ còn em thì em không có mắc gì phải chuyện tình cảm của em, vợ chồng em đang nói chuyện, đã chồng em không lên tiếng rồi, em thay mặt chồng em lên tiếng, mà bây giờ không lẽ giờ em gọi chồng em nói chuyện cho cộng đồng nghe hả? Tại vì em đã lên, em hứa một điều là chồng em sẽ lên, thì tất nhiên điều đó nó sẽ có. Còn chị muốn đem cái gì, chị kêu anh Hoài Linh đó, chị qua chị tìm anh Hoài Linh đi rồi nói cho chị nghe. Sau cái tin của chị đưa lên, chồng em có nói chuyện với em, nói là nếu như chị có gọi cho anh Hoài Linh á, thì anh Hoài Linh nói với chị đó là vợ của anh Linh đó, và anh Linh sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa. Chị có tin không? Chị điện đi chị Bạch Lan. Cái đó là nói thật. Alo, nghệ sĩ Bạch Lan hả chị? Cái vụ ra sao vậy chị? Dạ, không, cái vấn đề là chị mới vừa đang sa tút đó mà. Thì chị lên chị nói là My ơi, em tại sao em không hiểu anh Linh hay gì thì cái nọ thôi, em đừng có nói chuyện anh Linh. Mà lúc đó chị đâu có nói vấn đề gì mà anh Linh sai, hay là chị đâu có nói gì nít giả nít thiệt gì đâu. Chị chỉ nói vấn đề là tâm tư của chồng chị thôi. Mà chị công khai tình cảm thì có cái gì đâu mọi người phải vô công kích dữ vậy. Chị đâu có nói cái gì mà ấy đâu, tự nhiên mọi người nói là nít giả nít kia. Đó là một cái vấn đề làm xáo trộn trong cái vũ của chị. Và những người đó là những người mới là làm cho một cái mâu thuẫn thêm nữa. Tại vì cái lời nói của chị đăng sa tút lên, mọi người đang rần, đúng không? Rõ ràng. Ở đây là chị lên công khai và chị nói về cái cá nhân, giải quan cho anh Linh, và nói về cái sự việc của chị Nguyễn Vương Hằng làm là chị ủng hộ là sao? Chị Hằng làm đúng. Giải quan cho chồng chị và công khai tình cảm thế thôi. Tại sao mọi người phải đi vô nói nít này nít kia? Cái đó là bậy,
cái đó là một cái công kích để gọi là à, giống như là anh Linh là sai vậy đó, hiểu không chị? Tự nhiên phải bịt miệng chị lại đó. Rồi không biết ai chơi cái trò mà khóa luôn cái Facebook chị, không cho chị livestream gì đó. Bị ổi tới như vậy. Chơi bẩn luôn chị. Chơi bẩn, muốn đạp anh Linh tới như vậy. Đó, thật sự là cái chuyện đó chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không phải vấn đề là chị sẽ như thế nào. Tại vì chị ở đây là chị muốn có bắt giữa anh Linh với chị Hằng để vạch trần ông Võ Hoàng Yên cho chị Hằng. Đó, rõ ràng là như vậy. Và giải quan cho anh Linh công khai tình cảm. Nhưng mà mọi người nhào vô, mọi người làm cố tình giống như chị Hằng nói. Trời ơi, đó, đó, thấy chưa? Vợ Hoài Linh mới vừa lên cái là bắt đầu nó bịt miệng hay là hay gì đó không? Này cái nào? Là gây hiểu lầm. Đó là gây cái sự hiểu lầm. Đó, anh chị làm vậy đâu có đúng đâu. Và em nói thẳng đó là chị Bạch Lan, chị không cần đưa những cái tin gọi là chị chụp tấm hình đó chị đưa lên. Chị cần chị gọi cho anh Hoài Linh rồi chị quay hình đi. Chị gửi lên mạng rồi chị nói chuyện với em.